chưa chiếm được à? Hả? Xin quanh tạc vô đâu? Vô đầu thiếu tá hay vô đầu tôi? Thiếu tá không hiểu rằng giữa ta và địch, hai bên trong lúc này đang ở thế gia báo à? Nếu thiếu tá bất lực trước bọn đặc công cộng sản, thì tôi trực tiếp chỉ huy thay thiếu tá. Thiếu tá rõ chưa? Trung úy theo tôi, tiêu diệt hết bọn đặc công cộng sản. Tụi bay quay lại không tao bắn bỏ. Chạy đâu? Đi lên! Bắn! Chúng với đàn hoa học, anh em lấy nước tiểu đắp lên mặt. Thằng Võ ở đây rồi. Hỏi các anh em, tôi còn chai rượu cuối cùng uống để vĩnh biệt Buôn Mê Thuột. Ông già già tôi nói đúng, người Mỹ cũng bỏ ông Thiệu rồi. Tôi đã đề nghị với trên cho tất cả súng lớn bắn dồn dập đè đầu chúng xuống. Sơn bắn khá lắm, sau trận này vẫn phải biết. Anh Hồng này, liệu trên có biết mình lạc vào đây không nhỉ? Sao cậu lại bảo là lạc? Cậu không nhớ tư lệnh dặn ta phải giữ vị trí B-50 này, chờ bộ binh vào hợp thành à? Ta chốt ở đây là đúng tim địch rồi đó. Anh Hồng, đi tấn công phản kích. Thank you.
đội ta đã chào giải phóng Buôn Mê Thuột. Quân đội Ngụy lẻ tẻ còn ngoan cố chống lại. Các binh sĩ và lực lượng cảnh sát hãy trở về cho tổ quốc sẽ được khoan hồng. Những kẻ nào ngoan cố chống lại sẽ bị trừng trị. Nhiệt liệt chào mừng quỹ ban quân quản Buôn Mê Thuột. Mai nè, đồng chí Y Lung có hẹn mấy giờ về không? Bác Y Lung và chị Hơi bận công việc, các sắp về rồi đấy à. Xin lỗi các đồng chí, tôi còn phải đợi cụ Y Block để xin chỉ thị. Công việc bề bộn lắm. Đến ba đầu sáu tay làm cũng không được. Tôi đã cơm nước gì đâu. Tôi có ý kiến, các chủ ô tô không chịu chạy, giao thông tắc nghẽn, ta tin sao? Đúng là tin tức rối tinh rối mù cả lên. Công việc của chúng ta ở cái thành phố mới giải phóng này còn nặng nề lắm. Chúng ta phải tính toán, đừng làm cho dân sợ và cũng đừng làm cho dân hoang mang. Nhưng chúng ta phải cảnh giác và kiên quyết trừng trị những kẻ xấu, phao tin đồn nhảm và có hành động phá hoại. Các đồng chí ạ, việc làm cũng phải dần dần thôi. Công việc không phải cùng một lúc mà làm xong ngay được. Chúng ta cần phải xem công việc nào cần thiết và có ích cho đông đảo nhân dân thì ta cứ làm trước. Dạ, chị kiếm ai vậy? Chị cho hỏi thăm anh Hồng ạ. Ở đây có ba anh Hồng, chị kiếm anh Hồng nào? Dạ, anh Hồng đặc công ạ. Chị có phải là Hơ Mi không? Vâng. Sao hả chị? Lúc anh Hồng mới vô viện, lúc mê sản, hay gọi Hơ Mi, chúng tôi không biết anh ấy nói gì. Sáng nay anh ấy tập kết để chuẩn bị lên đường. Vậy chị đi nhanh, may ra gặp được. Cảm ơn chị. Dạ. Cộng sản sẽ tấn công vào Tây Nguyên, chủ yếu vào Pleiku và Kon Tum. Thưa thiếu tướng, tôi nghĩ là Pleiku và Kon Tum chỉ là nghi binh, còn Buôn Mê Thuột mới là điểm chính của cuộc tấn công. Thiếu tá Châu, báo cáo cho chuẩn tướng biết sự điều tra của phòng nhì về hoạt động của cộng sản. Theo sự theo dõi của phòng nhì về hoạt động của cộng sản, có nhiều chứng cớ cộng quân chuẩn bị tấn công vào Pleiku và Kon Tum. Tôi chỉ có thể tin khi nào thiếu tá cho tôi biết đơn vị nào của cộng quân xuất hiện phụ cận Buôn Mê Thuột. Sư đoàn 320 hay sư đoàn 10 hay là đơn vị nào mới từ miền Bắc vào. Thiếu tá và đại quý phải tung nhiều toán thám báo hơn nữa, đi xa hơn, lục soát kỹ hơn nữa. Hãy tìm câu trả lời để tôi nắm chắc. Chuẩn tướng lo quá xa. Theo điều tra của các thám báo ta,
bọn cộng sản đang ráo riết làm con đường bí mật cho xe cơ giới đi Kon Tum và Pleiku. Chúng cũng tổ chức các kho lương thực về nơi đó. Không có hiện tượng gì về Buôn Mê Thuột. Thưa thiếu tướng, người Pháp thua Điện Biên Phủ cũng vì không đánh giá được khả năng của Việt Cộng. Chúng tướng muốn ám chỉ tôi à? Thưa thiếu tướng, tôi luôn theo lệnh của thiếu tướng. Còn thiếu tướng muốn cho được nhận định tình hình, xin thiếu tướng chú ý khả năng đánh Buôn Mê Thuột của Việt Cộng trong chiến dịch này. Người Trung Hoa có câu đánh trận trên giấy. Chúng tướng hiểu hơn ai hết câu nói đó. Phải chạm trán với nhau trên chiến trường mới biết ai hơn, ai kém. Xin phép thiếu tướng, tôi sẽ làm việc thêm với thiếu tá Châu và đại quý Phi. Tôi sẽ trình bày với thiếu tướng sau. Chúng tướng có thể về và chúng ta chờ giáng cho Việt Cộng một đòn chí tử ở Kon Tum và Pleiku. Chúng ta Châu và đại quý Phi thấy trưởng tướng Lý Quốc Trung thế nào? Thưa thiếu tướng, có lúc trưởng tướng Lý Quốc Trung tỏ ra dè dặt và cũng có lúc tỏ vẻ tự phụ, đánh giá mình quá cao. Còn đại quý Lê Phi có ý kiến gì không? Dạ thưa thiếu tướng, thiếu tướng cho phép tôi được nói thật. Đại quý cứ nói. Trưởng tướng Lý Quốc Trung mới được cất nhắc lên cấp sư đoàn trưởng, nhưng đôi khi tỏ ra quá tự mãn. Lý Quốc Trung dựa vào bố vợ là Lưu Tống Phúc, một thương gia Hoa Kiều cỡ bự, có cổ phần buôn ở Hồng Kông, Malaysia, Nhật Bản cùng với bà Thiệu. Nhưng dù sao trưởng tướng Lý Quốc Trung cũng là một quân nhân, không thể muốn làm gì cũng được. Hai ông phải theo dõi sát hành vi của Lý Quốc Trung và báo cáo cho tôi. Thơ Mây. Dạ. Cho một ly Napoleon. Dạ. Buôn Mê Thuột nhờ có trung tá nên mới được yên ổn như hôm nay. Thầy cứ nói quá lời như vậy. Xin mời trung tá. Cảm ơn. Thơ Mây, xin phép trung tá cho con nhỏ đi lấy hàng. Thầy luôn à, quán mây hồng của thầy mà không có hơ mây thì buồn như một quán chết đấy.
cái gì anh khó chịu vậy? Em bảo không khó chịu làm sao được. Thiếu tướng Phú rất là chủ quan, anh có ý kiến mà hắn ta có vẻ tự ái. Sức mấy mà khó chịu? Bá đã bảo trong công việc có gì khúc mắc anh cứ nói với bá, bá nói với ông Thiệu một tiếng là xong. Cái gì cũng làm phiền đến bá, anh không muốn như vậy. Bá nhìn xa trông rộng, còn anh chỉ biết có việc quân sự. Bá còn muốn anh phải có một địa vị quan trọng hơn nhiều. Anh vào nghỉ ngơi chút xíu rồi chúng mình đi ăn tiệm. Trên rất chú ý đến các tổ chức quần chúng trong những thị trấn bị tạm chiếm. Phải xem xét cẩn thận, đừng để những phần tử xấu lọt vào. Cô Hiền Trang đã kiểm tra kỹ chưa? Báo cáo đồng chí, tôi đã kiểm tra cẩn thận lắm. Cẩn thận như thế là tốt đó. Hôm nay cứ ra xem ai hỏi. Chào ông. Ông hỏi ai vậy? Cho tôi hỏi ông chủ tiệm. Dạ, mời ông vào. Vâng. Tiệm nghỉ rồi, ông có việc gì cần ạ? Tôi cần mua nhà, làm gì có đất bán. Đồng chí. Đồng chí. Hôm nay về Hiền Trang vô bên trong. Sao đồng chí đến muộn vậy? Chắc là có chuyện gì gấp lắm phải không? Trên giao cho tôi vào bàn với đồng chí. Làm cách nào vẽ được bản đồ B50. Tháng trước tôi có cho người đi khảo sát, nhưng mà chúng ta làm lại lần nữa cho thận trọng. Tôi sẽ làm được. Tôi sẽ cho hôm nay mang ra sao. Đêm nay đồng chí nghỉ ở đâu? Chỉ sợ chúng nó. Hay để tôi thu xếp cho cẩn thận. Đêm nay tôi ở khách sạn Anh Đào, có giấy tờ đầy đủ đàng hoàng. Xin đồng chí đừng lo. Hôm nay à, sao ba lại có bộ quân phục này vậy? Bộ quân phục này là kỷ niệm thân yêu nhất của đời ba. Quê ba ở miền Bắc. Ba xung phong Nam Tiến và được gia đình cụ Yêu Cao nhận làm con nuôi. Năm 1954, ba bị đau nặng nên không cùng anh em tập kết ra Bắc được. Các anh em đều tưởng rằng trong 2 năm, bọn Mỹ phải thi hành đúng hiệp định Geneva. Hẹn 2 năm sau sẽ trở về. Ai ngờ chiến tranh kéo dài hàng mấy chục năm. Đất nước bị chia cắt, biết bao tan tóc đau thương. Vậy mà ba, chẳng bao giờ ba nói cho con biết. Bây giờ, ba mang bộ quân phục này ra làm gì vậy? Chuyến này ba con ta và Hiền Trang ra ngoài họp. Ba mang theo bộ quân phục này ra tìm đơn vị cũ, xem ai còn, ai mất. Ba ơi, nếu được như vậy thì con xin ở cùng đơn vị với ba. Vậy thì vui quá. Ai đó? Trời ơi, tôi lại hai bà nội. Tôi trông hai bà nội muốn đỏ con mắt rồi đó. Mấy cái thứ tụi mày trao cho tao tuần trước, trời đánh, tao lo muốn chết lận đó. Có chuyện gì mà ghê vậy thím? Không hiểu sao mấy thằng cảnh sát mắc dịch mấy ngày rày cứ ngó ngó nghiêng nghiêng vào nhà này hoài. Thím ba cứ sợ bóng sợ gió, chúng cháu phải tìm người gửi của. Cái nhà này cách chi khu cảnh sát quận chưa đầy một sải tay thôi. Phải táo tợn như thế, tụi nó mới không ngờ tới thím à.
sau cuộc họp trước, chuẩn tướng vẫn có ý kiến là Việt Cộng sẽ tấn công vào Buôn Mê Thuột là hướng chính. Chuẩn tướng đã làm việc với Thiếu tá Châu và Đại quý Lê Phi. Hôm nay chuẩn tướng có nhận định gì khác không? Trình Thiếu tướng, tôi đề nghị cho thị sát ngay các khu rừng quanh Buôn Mê Thuột bằng trực thăng để xem hành vi của Việt Cộng. Theo báo cáo của Thiếu tá Châu, trưởng ban phòng nhì và Đại quý Lê Phi, sĩ quan thám báo, chưa thấy Việt Cộng có điều quân lớn vào Buôn Mê Thuột. Theo tôi, Việt Cộng không có khả năng tấn công vào Buôn Mê Thuột. Ta không thể nói bằng cảm tính, mà phải phán đoán tình hình cụ thể và phải tin vào công việc khảo sát của phòng nhì và của quân đoàn. Chuẩn tướng dựa trên cơ sở nào bảo vệ ý kiến của mình? Thưa Thiếu tướng, bằng kinh nghiệm các cuộc tấn công trước của Việt Cộng, Dương Đông, Kích Tây, ta không thể lường trước được Việt Cộng sẽ đưa ta vào trọng như những chiến dịch Nam Lào, Khe Sanh, Tết Mậu Thân năm 1968. Theo tin của trinh sát, Việt Cộng dồn hết lực lượng của họ về Phú Bổn, Hậu Nghĩa, cách xa Buôn Mê Thuột 170 cây số. Việt Cộng không thể nào có đủ khả năng để đánh. Tôi e rằng kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân đoàn không lường hết được những đổi mới về chiến thuật, chiến lược của Cộng quân. Họ có thể làm ta hoàn toàn bị động. Tôi hiểu. Nhưng nếu lực lượng quân đoàn sẽ bị thu hút về Buôn Mê Thuột, rồi Cộng sản bất thần đánh vào Pleiku ở hướng Bắc hoặc Gia Nghĩa ở hướng Nam, thì sao? Việc phán đoán Cộng sản sẽ đánh vào Buôn Mê Thuột của chuẩn tướng không có cơ sở. Tôi sẽ chấp hành lệnh của Thiếu tướng. Anh làm cái gì thế? Sao cậu lại vô kỷ luật đến thế? Nói mới phải nướng sắn ăn chứ. Việc làm của cậu như vậy làm lộ mục tiêu, địch có thể ném bom giết hại anh em mình, cậu biết không? Đào to búa lớn. Yên tâm, hay là ta cho trực thăng đổ hẳn xuống mặt đất. Thiếu tướng cho bay một vòng nữa rồi về.
Đồng chí thấy việc làm vô ý thức của đồng chí suýt nữa nguy hại đến đơn vị như thế nào chưa? Anh là thủ trưởng, anh nói thế nào mà chả được. Nếu tôi có gì sai phạm thì anh cứ việc phê bình. Sao nào, cậu to gan thật. Các thủ trưởng luôn luôn dặn phải tuyệt đối giữ bí mật, vậy mà cậu dám đốt lửa nướng sắn. Ván này thua cậu phải hút 3 đứa thuốc lào liền đấy. Đúng đấy. Thôi chưa? Thôi chưa? Thôi chưa? Thua, thua, hút đi. Đây, thuốc đây, thuốc đây. Một điếu. Dì, dì, dì thật đâu à. Phải ra. Sai, sai. Sai rồi. Đến điểm nào? Bộ tư lệnh nhà mình có hé ra cho biết không anh hả? Tuyệt đối giữ bí mật. Có điều chúng mình không độc lập, không độc lập tác chiến, mà nằm trong khung ở một trung đoàn khác. Mà có đánh to thì lính đặc công của mình cũng chỉ AK bắn gặp và thủ pháo thôi. Thế cũng hạn chế quá hả? Trên rất lo ngại ở cái lối độc lập tác chiến của lính đặc công chúng mình. Lần này nhất thiết chúng mình phải trấu triệt cái đó để làm gương cho chiến sĩ đặc công của mình. Thưa đại tá, có tướng Phú đến xin gặp. Mang rượu ra đây. Chào cô Dân. Mọi ngồi. Cảm ơn. Sau khi đi thị sát về, chắc tướng Trung không có ý kiến gì khác chứ. Ông ta vẫn sợ sự im lìm dưới mặt đất. Ồ. Thưa cố vấn, tôi đã bảo ông ta, nếu chủ tướng còn sợ, ta có thể cho trực thăng đổ hẳn xuống mặt đất. Thôi khen câu nói hài hước và thông minh của ông. Tôi rất tin tưởng về kỹ thuật chiến tranh của Hoa Kỳ. Nhưng Quốc hội Hoa Kỳ cắt viện trợ quân sự ở Việt Nam thì dư luận xôn xao lắm. Người Mỹ của chúng tôi không bao giờ bỏ đồng minh. Thiếu tướng cứ cho điều thêm một trung đoàn cho Pleiku. Chúng ta không bao giờ để mất Tây Nguyên, vì ai nắm được Tây Nguyên là làm chủ được cả Đông Dương. Sơn, hút nhiều lắm rồi hay sao? Mà điếu thuốc dài thế đã vứt đi. Tôi sợ khói lên trời. Khói và lửa như hôm qua cậu nướng sắn mới sợ chứ. Còn khói thuốc lá thì bố máy bay cũng không phát hiện được. Sơn này, đêm qua mình thao thức mãi không ngủ được. Mình thành thật muốn giúp Sơn. Nếu Sơn ngại, mình có thể báo với cấp trên để Sơn không tham gia chiến dịch này nữa. Đừng trả lời mình ngay, suy nghĩ cho kỹ đã. Anh Hồng ạ, từ ngày tôi vào đơn vị đặc công, được sự dìu dắt của anh, tôi quên làm sao được những ngày luyện tập ở thao trường. Tiến lên! Tiến lên! Sơn ạ, lính đặc công mình phải mưu trí và táo bạo. Người ta làm được, mình cũng làm được. Anh Hồng ạ, mẹ nào mà chẳng thương, chẳng lo cho con. Anh đừng để tôi ở lại. Anh cho tôi đi tham gia chiến dịch. À, còn việc của Sơn, ý anh định giải quyết ra sao? Sơn khó cải tạo thật, vi phạm kỷ luật nhiều lần, lại hay gây gỗ,
Trước khi đi chiến dịch, tôi đã có ý định cho ở nhà. Nhưng cậu Hồng cứ bảo vệ nói rằng con sư tử, con hổ, người ta còn giải được làm xiếc, huống hồ con người. Việc nướng sáng vừa rồi, chắc có lẽ là cậu Hồng đã hiểu ra con người của Sơn phức tạp lắm. Báo cáo. Có ba người dân đi vào chỗ đóng quân của đơn vị ta, tôi đã giữ lại xin thủ trưởng cho ý kiến. Đồng chí có hỏi họ đến đây làm gì không? Báo cáo, cả ba đều không nói được tiếng Kinh. Đồng chí cứ giữ họ lại, đối xử tử tế, đừng làm họ sợ. Rõ. Chuyện rắc rối quá. Sự việc này có liên quan gì đến kiếp trực thăng thị sát hôm qua trung đội đồng chí Hồng không? Trong việc này, đối với tụi Tây hay là tụi Mỹ thì tụi nó khử tuốt, còn mình thì không làm giả mang vậy được. Lạ quá, cả ba người lại không nói được tiếng Kinh. Nên chỉ có cách là giữ họ lại, xong chiến dịch thả ra. Chưa có lệnh đến đây, vẫn tuyệt đối giữ bí mật. Giữ họ lại cho đến bao giờ, người nhỏ không thấy là đi tìm. Mà thả họ ra, nếu họ là thám báo, thì lôi thôi to. Lạ quá. À, tôi đã có cách, tôi và anh cùng ra gặp họ. Tôi nói về mặt tôi, anh cứ quan sát mặt họ. Ta đi. Dạ. Mấy người này là thám báo, đem bắn bỏ. Đúng, họ là thường dân, không biết tiếng Kinh thiệt. Anh Thiết, thả họ về đi. Thả họ? Sao lại thế? Vì nếu họ biết tiếng Kinh, thì khi nói họ là thám báo hoặc đem bắn họ, thì họ phải sợ. Đằng này họ có thản nhiên như không, tức là họ không hiểu gì hết. Hay thật. Nhưng bây giờ làm cách nào? Tuyệt đối giữ bí mật để khỏi lộ địa điểm. Đúng rồi. Anh Khương, cho tôi mừng quyển sổ và cái viết. Thiệt thật, sau này chiến thắng, ở trên có thể cử anh làm giám đốc trường dạy người câm và điếc đó. Mở cửa. Cứ mở cửa ra xem nó làm gì. Mở cửa lại anh. Dạ. Mang rượu ra đây. Say rồi còn uống rượu gì được nữa. Cho quên mẹ cái đời lính nó đi. Chạy ở đâu về vậy? Chạy Việt Cộng chứ còn chạy đi đâu. Việt Cộng ở đâu mà chạy? Ở Thuần Mẫn Việt Cộng nhiều lắm. Việt Cộng bắn bỏ ông bắn bỏ. Việt Cộng. Alo, quân cảnh. Alo, quân cảnh. Quân cảnh. Chúng nó đi đâu mà không trả lời? Ngày anh chết em có buồn không? Sao em không lớn khi anh còn sống? Cho xin ngôi mộ đắp lại tình nồng. Ngỡ mày gió lùa qua sông, nếu mày em chết em khóc nhiều không?
thưa trung tá. Tùy, đi đâu thì đi. Dạ. Chào các đồng chí. Chào thưa chú. Các đồng chí có sốt ruột không? Có. Các đồng chí có khỏe không? Khỏe. Các đồng chí có biết tôi nói chuyện gì không nào? Chuyện gì đâu á? Các đồng chí nói sai tốt. Tôi đến đây để nói chuyện với các đồng chí hôm nay. Trước hết là phải giữ bí mật và tuyệt đối giữ kỷ luật. Thứ hai là để giới thiệu với các đồng chí những người khách quý. Ông Y Lung, cô Hơ Mai và cô Hiền Trang là đồng chí của chúng ta. Các đồng chí đã hoạt động ngay trong lòng địch. Có nhiều lúc các đồng chí phải uống rượu, phải cười cợt với bọn địch, mà vẫn phải nhẫn nại, chịu đựng. Vì nhiệm vụ, vì tổ quốc, cuộc đời hoạt động của đồng chí Y Lung rất phong phú. Các đồng chí có muốn nghe không? Có. Thưa các đồng chí, năm 1954, tôi cũng là bộ đội như các đồng chí. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hòa bình lập lại, đơn vị của tôi tập kết ra Bắc. Ngày ấy tôi ốm quá, tưởng chết, không đi được. Có cụ Y Bao và bà con buôn làng thương tôi, tổ chức lễ ăn thề nhận tôi là người Ê Đê. Từ bấy đến nay đã 20 năm trôi qua, tôi không thể sao quên được cái buổi lễ đầy tình nghĩa, sắc son ruột thịt ấy. Sống với nhau 2 năm thì Hơ Bi sinh được một cháu gái là cháu Hơ Mây đây, thì mẹ cháu qua đời. 2 cha con tôi sống với nhau. Cháu Khôn lớn lên, tôi bắt liên lạc được với chi bộ đảng ở buôn, rồi đảng bố trí cho 2 cha con tôi hoạt động trong lòng địch. Ông chủ tiệm, ông chủ tiệm Mây Hồng mà cũng đi bằng xe đò à? Không đi bằng xe đò thì đi bằng gì hả ông? Sao không nói với trung tá Võ Ấn cho lái xe ship mà đi? Cái thằng chuyên môn buôn lậu đấy kháy nhà mình đó ba. Kệ nó, ai tốt ai xấu khác biết con ạ. Võ Ấn, phát. Quý vị cứ ngồi tự nhiên. Gia đình quý vị đều bình yên cả chứ? Thưa chủng tướng, mọi việc đều tốt đẹp cả. Tình hình sao ạ? Theo nhận định tình hình của tôi, tình hình Buôn Mê Thuột có thể bị lâm nguy. Tôi đã rút liên đoàn 21 địa động quân từ Buôn Hồ về Đặc Lý. Đã 2 lần tôi gọi điện xin tướng Phú cho điều trung đoàn 45 là trung đoàn mạnh nhất của sư đoàn đang nằm ở Thanh An, Bầu Cạn về tăng cường cho Buôn Mê Thuột. Nhưng thiếu tướng không chủ nghi.
Dạ thưa trung tướng, thiếu tướng không chú ý kế hoạch của ta, vì theo các cuộc điều tra, hướng địch tấn công dồn cả về phía Công Tâm. Thưa trung tướng, ta xin điều những đơn vị mạnh về bảo vệ cho Buôn Mê Thuột. Cộng sản lại tấn công Công Tâm nữa thì sao? Tôi xin được phép nói, ta ở thế bị động. Các anh em, bất cứ trong trường hợp nào, chúng ta phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ Buôn Mê Thuột. Thưa bà hỏi ai? Tôi là người nhà của Lưu Tuấn Phúc. Có thưa bà Tố Lan gửi chuẩn tướng. Mời bà vào. Ô kìa, bà Vòn. Bà đáp chuyến máy bay sớm nhất à? Xin lỗi chuẩn tướng, tôi đang ngắm bức tranh. Thợ người Trung Hoa mình theo dõi quá, trông như cảnh thật. Có thư của bà Tố Lan cần trao tận tay cho chuẩn tướng. Anh yêu, tá và em vẫn khỏe. Trong mọi trường hợp, anh phải giữ gìn sức khỏe. Tá cần gặp anh, cố gắng thu xếp về ngay. Hôn anh. Sao là? Bà tá gọi con. Sao Lý Quốc Trung chưa về? Ảnh có phone cho con ra phi trường đón ảnh. Để xe của ba mà Ly, ba dục mang rượu ra ngoài cho ba. Dạ. Trường tại cậu giáo sĩ chuẩn sĩ hàn mềm mềm đổ chuyện cây cái hận con thiệu lo với người Mỹ cũng chua xót như cái hận tình của An Lộc Sơn và Dương Quý Phi. Bác khỏe không em?
Bá khỏe. Bá hỏi anh luôn, bá có vẻ sốt ruột lắm. Anh nhận được thư của em qua bà Hoàng nên anh thu xếp về ngay. Sao anh không phone cho bá? Anh sợ bộ mật vụ của tướng Phú theo dõi. Bá, ngồi đi. Sao bây giờ mới về? Tình hình sâu lắm rồi. Mấy hôm nay bá có gặp ông Thiệu không? À, ông Thiệu chứ. Ông trời cũng không làm gì lỗi trước tình hình lại. Sao hả bá? Tình hình sâu lắm. Người Mỹ muốn bỏ Việt Nam rồi. Ta phải nghĩ tới vấn bài thứ hai. Vấn đề thứ hai là anh, tức là anh là người Trung Quốc, là cấp tướng trong quân đội Việt Nam, nhưng máu trong người anh là dòng máu Trung Quốc, dòng máu Đại Hán. Thưa bá, con chưa hiểu vấn bài thứ hai như thế nào. Vấn bài thứ hai ta phải nghĩ lên là khi Mỹ bỏ ông Thiệu, anh còn là tướng trong quân đội nữa không? Phải nghĩ đến lòng đô la. Anh xem như ở Philippines, mà lại A, Nam Dương Quảng Tạo, người Trung Hoa mình đóng kinh tế hết cả. Ở Campin, ở Gia Lâm cũng vậy thôi. Thưa bá, đồng đô la rồi cũng phá giá. Ây da, tới lúc tôi chết, anh chết, đồng đô la cũng không phá giá. Bà Trạch Long trước kia bảo, Liên Quốc Mỹ là con hổ giấy, bây giờ cũng bắt lại con hổ giấy rồi. Mùng 9 tới, tôi định tổ chức đón tiếp cố vấn Mỹ thật long trọng. Để cố vấn biết được lực lượng phòng thủ thị trấn Buôn Mê Thuột của ta. Tôi cũng bảo thằng cha Y Lung cho con nhỏ Hơ Mây đến để vượt mấy điệu múa Tây Nguyên. À, thưa Trung tá, nếu tổ chức được như thế, thì ông cố vấn Mỹ hài lòng lắm, vì rất độc đáo. Nhưng lão già có vẻ còn lừng khừng, chưa trả lời dứt khoát có cho con nhỏ đến không. Nói ngọt không ưa, ta phải có cách. Cách nào vậy? Cho theo dõi nó mới được. Nó không chịu, cứ bắt nó vào trong tay ta. Chừng ấy bao giờ nó chẳng phải nghe. Cũng phải như vậy. Con bé thật ngon. Ông cố vấn sẽ mê đến chết đấy. Đại quý làm được việc đó chứ. Dạ. Thưa Trung tá, việc ấy đối với tôi dễ như trở bàn tay. Tôi tin nữa đại quý.
không hôm ấy. Không ngờ gặp chúng nó. Nếu không có anh thì... Bây giờ anh đưa em về ban chỉ huy. Kế hoạch cụ thể của chiến dịch tôi đã phổ biến cho các đồng chí rồi. Trước khi sang vấn đề thứ hai là hợp đồng binh chủng để giành toàn thắng cho chiến dịch, chúng ta còn phải vượt qua nhiều khó khăn hơn nữa. Tiểu đoàn 2 của chúng ta phải đi đường vòng vượt qua 14 cung đường trong điều kiện mang hàng tấn vũ khí dưới thời gian đã quy định. Chúng ta đi như thế mới bảo đảm bí mật và luồn sâu vào trong lòng địch để đánh địch. Ý nghĩa của chiến dịch này to lớn lắm các đồng chí ạ. Nhiệm vụ của đặc công là đánh chiếm kho, yêu cầu hợp đồng binh chủng đánh trong điều kiện ta đã cắt đứt đường 19, 21 và 14. Nhiệm vụ của các đồng chí là phải đánh chiếm cho kỳ được sân bay Hòa Bình, khu Mai Hắc Đế, làm sao tiêu diệt một bộ phận chiến lực quan trọng của địch, góp phần triệt tiêu toàn bộ giao thông của địch. Thay mặt Bộ Tư lệnh binh chủng, tôi xin chúc các đồng chí chiến thắng và tôi xin giao nhiệm vụ và trao cờ quyết thắng cho đồng chí Học, mũi chính, mũi chủ yếu của chiến dịch. Báo cáo, đồng chí tư lệnh, có đồng chí Hơ Mây ở Buôn Mê Thuột xin đến gặp. Có đúng mật hiệu không? Báo cáo, đúng. Cho vào. Rõ. Chú ạ. Cháu đến có việc gì gấp không? Ba cháu cho cháu ra báo cáo với chú là kế hoạch của ta vẫn hoàn toàn bí mật. Và tối thứ bảy tới tình giờ ấn có tổ chức cho cố vấn Mỹ rất to. Thế thì càng tốt. Võ Ấn là một tên gian ác, ta phải bắt nó đền tội trong chiến dịch này. Cháu cần nghỉ ngơi một chút, cơm nước xong chú sẽ cho người đưa cháu về. Chú ơi, cháu không về được đâu chú à. Thằng Võ Ấn cho người bắt cháu tối thứ bảy này phải đến nhảy múa cho thằng cố vấn Mỹ coi. Nó cho người theo cháu, định bắt cháu đấy. May có đồng chí Hồng và mấy anh em mình đến cứu kịp, nếu không gặp... Cháu có dám ngồi xe tăng không? Chú giao việc gì cháu cũng làm được ạ. Thế thì tốt rồi. Báo cáo thủ trưởng, cho chúng em hát bài hòa kéo pháo cho có khí thế. Kỷ luật của lính đặc công ta: đi không giấu, nấu không khói, nói không to, ho không tiếng. Rõ chưa? Rõ. Đi. I want to listen, Miss Lily. Oh, Lily. Thưa quý vị, ông cố vấn muốn nghe ca sĩ Lily hát. Cô Lily, xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ này anh ở đâu? Coi lại một lần, tao thấy hình như có cái gì động đậy. Chúng quý qua mắt rồi sao? Có gì đâu. Không có gì cũng cho nó dày băng xem sao. Sông Hồng gọi sông Lam, nghe rõ chưa trả lời, nghe rõ chưa trả lời, có rồi. Sông Lam có chưa? À, chiến đó hả? Đánh như thế là tốt. Đồng chí kịp thời động viên anh em, không được chủ quan, phải kiên quyết tiêu diệt hai e hậu cứ của địch. Đồng chí nghe rõ chưa? Báo cáo tư lệnh, không thể địch phản ứng trả đũa. Phải sẵn sàng đợi địch phản kích. Phải khống chế sân bay. Không cho máy bay lên xuống. Báo cáo tư lệnh, rõ. Alo. Alo, trưởng tướng Lý Quốc Trung. Phải tìm mọi cách giữ kho Mai Hắc Đế, không để lọt vào tay địch. Alo, thưa thiếu tướng, kho Mai Hắc Đế bị mất liên lạc. Các ông làm thế nào để diệt cộng vào ruột ta mà không biết? Sao trưởng tướng không thấy thám báo của trưởng tướng quá tồi, không nắm được hoạt động của địch, nối ngay các đường dây liên lạc kho Mai Hắc Đế và sân bay Ngã Sáu? Đại quý phi, tìm mọi cách liên lạc trung tá Võ Ấn. Tuân lệnh thiếu tướng. Chưa chiếm được à? Hả? Xin quanh tạc vô đâu? Vô đầu thiếu tá hay vô đầu tôi? Thiếu tá không hiểu rằng giữa ta và địch, hai bên trong lúc này đang ở thế gia báo à? Nếu thiếu tá bất lực trước bọn đặc công cộng sản, thì tôi trực tiếp chỉ huy
chỉ huy thay thiếu tá. Thiếu tá rõ chưa? Trung úy, trung úy theo tôi, tiêu diệt hết bọn đàn công cộng sản. Tụi bay quay lại không tâm bắn bỏ. Chạy đâu, chạy đâu? Đi lên! Bắn! Bắn! Chúng với đàn hoa học, anh em lấy nước tiểu đắp lên mặt. Ở đây rồi. Các anh em, tôi còn chai rượu cuối cùng uống để vĩnh biệt Buôn Mê Thuột. Ông già già tôi nói đúng, người Mỹ cũng bỏ ông Thiệu rồi. Tôi đã đề nghị phía trên cho tất cả súng lớn bắn dồn dập đè đầu chúng xuống. Sơn bắn khá lắm, sau trận này vẫn phải biết. Anh Hồng này, liệu trên có biết mình lạc vào đây không nhỉ? Sao cậu lại bảo là lạc? Cậu không nhớ tư lệnh dặn ta phải giữ vị trí B-50 này, chờ bộ binh vào hợp thành à? Ta chốt ở đây là đúng tim địch rồi đó. Anh Hồng, đi tấn công phản kích. Giải phóng Buôn Mê Thuột, quân đội Ngụy lẻ tẻ còn ngoan cố chống lại. Các binh sĩ và lực lượng cảnh sát hãy trở về với tổ quốc sẽ được khoan hồng. Những kẻ nào ngoan cố chống lại sẽ bị trừng trị.
nhiệt liệt chào mừng quỹ ban quân quản Buôn Mê Thuột. Mai nè, đồng chí Y Lung có hẹn mấy giờ về không? Bác Y Lung và chị Hơi bận công việc, cái sắp về rồi đấy à. Xin lỗi các đồng chí, tôi còn phải đợi cụ Y Block để xin chỉ thị. Công việc bề bộn lắm, đến ba đầu sáu tay làm cũng không được. Tôi đã cơm nước gì đâu. Tôi có ý kiến, các chủ ô tô không chịu chạy, giao thông tắc nghẽn, ta tính sao? Đúng là tin tức rối tinh rối mù cả lên. Công việc của chúng ta ở cái thành phố mới giải phóng này còn nặng nề lắm. Chúng ta phải tính toán, đừng làm cho dân sợ và cũng đừng làm cho dân hoang mang. Nhưng chúng ta phải cảnh giác và kiên quyết trừng trị những kẻ xấu, phao tin đồn nhảm và có hành động phá hoại. Các đồng chí ạ, việc làm cũng phải dần dần thôi. Công việc không phải cùng một lúc mà làm xong ngay được. Chúng ta cần phải xem công việc nào cần thiết và có ích cho đông đảo nhân dân thì ta cứ làm trước. Dạ, chị kiếm ai vậy? Chị cho hỏi thăm anh Hồng ạ. Ở đây có ba anh Hồng, chị kiếm anh Hồng nào? Dạ, anh Hồng Đặc Công ạ. Chị có phải là Hơ Mi không? Vâng. Sao hả chị? Lúc anh Hồng mới vô viện, lúc mê sản, hay gọi Hơ Mi, chúng tôi không biết anh ấy nói gì. Sáng nay anh ấy tập kết để chuẩn bị lên đường, vậy chị đi nhanh, may ra gặp được. Cảm ơn chị. Dạ.